Cái giật đơn nó cũng còn rau luôn. Chào em ơi. Còn 5 thứ về vật đang đổ. Trời ơi, cái ba cái này thịt thì cái này nó phải là có tôm là bình thường không? Tại ba cái này thịt cộng với hai cái này thịt là phải đủ 2 phần xài cho ta cho. Cũng nghĩ về việc tiếp nhận để cho cái được hơn. Sáng sớm thì là mỗi cả tòa đường. Bắt sốt đây tụi hết hả bé? Dạ. Các bạn tự rồi nghe luôn. muối vớt là sợ con bóc nóng á, chứ bóc thì không sao mà sợ nóng con hơn. Miếng bơ nha, sáng đi người khách vui. Rồi, đi rồi. Muối tiêu không? Rồi.